Cái này tầm 2 cân đấy các bác nha. Cây mưa. Cây mưa thôi các bác ạ. À. Dính ở cây mưa nha các bác nha. Nó đang mưa các bác ạ. Đâu? Thấy đâu? Trên này các bác. Ồ, đây. Đây này các bác. Đó. Thì dính cho các bác đây này. Cái mưa nha. Đó. Ui. Này các bác. Đó. Đó. Bay đi nào. Đây. Bay chỗ này các bác nha. Đó. Bay chỗ này. Thế hôm qua nó dính nhỉ hả? Hôm qua nó mới dính các bác ạ. Hả? Đây các bác nha. Đó. Đây nha. Đây các bác. Cây nước. Cây đắn đấy. Cái này phải tầm 2 cân thôi. Cái này tầm 2 cân đấy các bác nha. Hả? Stau lúc tay phải. Đó các bác này. Chắc nó vừa mới dính rồi các bác ạ. Nó đang yểm mưa các bác. Mưa xong là nó mới dính các bác ạ. Đó. Hả? Thế của tao đâu ta? Nó trên cái chân thôi. Ui, ấy da. Ấy da, ấy da. Mới hát bề mò. Mới cây cho tên. Nó cũng bao xuống nha. Đây là con. Ấy da. Một con đực các bác nha. Thế đực đi. Một con đực. Đúng rồi. Một con đực nha. Thu luôn à. Cái mưa các bác nha. Ui. Lấy gì tí thôi. Hả? Chủ. Ui. Ui, tí tư. Hả? Mấy cửa anh đưa ra. Ui, tí ra. Hả? Ủa các bác ạ. Lời cho em ta một chết rồi. Ừ. Vậy nó kinh khủng thế các bác ạ. Mình tháo dây xong mang cái cả cái bẫy đi các bác. Mang cả cái bẫy đi. Đó. Mình có tay tạo cho nó chứ sao. Thả con này. Cọ. Đây ra. Bốn này. Sáu rồi đó. Đó các bác gặp đây. Ra mới. Cần nước. Ăn mắt đâu vậy. Ok đó. Đem mặc vũ khai được thăm. Ê. Đây là các bác ạ. Đúng khai được thăm. Đây, nó nó. Đây. Này nha các bác nha.
Cái mất bộ lúc ta ở cái chân. Gãy ơi. Ok, gãy chân. Này nó gãy chân các bác ạ. Nó vừa mới dính nhưng mà nó gãy chân các bác ạ. Các bác nha. Mang đi các bác nha. Mình mang đi.